Đây đúng là lao đầu xuống hố đấy. Để đường đua số 5 nhá. Vừa xong em check ở ngoài rồi. Đường đua số 5 à? Bây giờ đi đến đâu phải chụp đường đua đến đấy không kìa. Viết nhầm mày chết. Này. Đường đua số 5 này, mở rộng. Hạng thi đấu nâng cao. Ok. Nâng cao đấy. Đây này, ông này chắc là trong đội hỗ trợ này. Sợ đây.
Giống như thằng cu ở nhà mình hay dùng máy cuốc đồ chơi kéo phết nhỉ. Giống như thằng cu ở nhà mình hay dùng máy cuốc đồ chơi kéo phết nhỉ. Thank you.
Giống như thằng cu ở nhà mình hay dùng máy cuốc đồ chơi kéo phết nhỉ. Rồi. Rồi ra đi.